Muốn hỏi các con một câu, trong lớp chúng ta có những bạn nào các con thường xuyên dùng xe đạp để di chuyển từ nhà đến trường nào? Bạn nào nhỉ? Giơ tay giúp thầy. À, thầy thấy cũng khá nhiều đúng không? Vậy thì nào, cho thầy hỏi nào. Thầy mời con nào, cho thầy hỏi. Chiếc xe đạp đối với con bây giờ là có thân thiết không? À, rất là thân thiết đúng không? Vậy thì con có thường xuyên sử dụng nó không nhỉ? Rất thường xuyên ạ. Rồi, thầy cảm ơn con. Vậy thì chúng ta thấy là chiếc xe đạp rất là thân thiết, rất là gần gũi đối với chúng ta đúng không? Thế thì bây giờ nhá, thầy sẽ mời các con chúng ta cùng nhau xem một đoạn video. Đoạn video này nói về sự thay đổi của chiếc xe đạp. Và sau khi xem xong đoạn video này, các con sẽ phải trả lời giúp thầy hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là theo thời gian thì chiếc xe đạp đã thay đổi như thế nào? Câu hỏi thứ hai, với chiếc xe đạp hiện đại như bây giờ thì những cái vật liệu hay những cái chi tiết đấy sẽ được làm từ xe đạp sẽ được làm từ những loại vật liệu nào? Các con nghe rõ câu hỏi chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem đoạn video nhé. Rồi, bạn nào có thể trả lời cho thầy câu hỏi đầu tiên nào? Nào, thầy xin mời những cánh tay. Đâu nhỉ? Lớp mình chậm thế. Theo thời gian thì chiếc xe đạp thay đổi như nào nhỉ con nhỉ? Nào, thầy với con. Trả lời cho thầy nào. Con thấy thế nào? À, rồi. Một ý kiến rất hay, thầy cảm ơn con. Nào, thầy mời con nào. Ờ, đúng rồi, thầy cũng đồng ý với ý kiến đó. Nào, bạn nào có ý kiến khác nữa không? Thầy mời con. Ờ, cả lớp có đồng ý không nhỉ? Đúng rồi, thầy thấy chiếc xe đạp bây giờ rất là hiện đại hơn rất là nhiều, đúng không? Đấy, các con có biết chiếc xe đạp mà đầu tiên khi mà nó được phát minh ra thì nó được làm từ loại vật liệu nào không? Nào, thầy mời con. Đúng rồi đấy, chính xác. Thầy cảm ơn bạn, bạn trả lời rất đúng. Vậy thì với chiếc xe đạp hiện đại như bây giờ thì các bộ phận chính của nó sẽ được làm từ loại vật liệu nào nào? Nào, sử dụng thường ngày đấy, thầy mời con nào. Cả lớp có đồng ý không nhỉ? Rồi, thầy cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Vậy thì chúng ta thấy để sản xuất lên một chiếc xe đạp hay là một cái loại sản phẩm cơ khí nào đó, người ta phải sử dụng rất nhiều các loại vật liệu cơ khí khác nhau. Vậy thì các loại vật liệu cơ khí đó nó có vai trò như thế nào, nó được phân loại ra làm sao và nó được sử dụng như nào, tính chất của nó như nào, thì bài ngày hôm nay thầy và các con sẽ cùng nhau đi nghiên cứu ở tiết số 18, bài vật liệu cơ khí. Đối với bài số 18, chúng ta sẽ học trong 2 tiết và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiết số 1 là chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu các loại vật liệu cơ khí phổ biến, nắm được cách phân loại của chúng và tính chất đặc trưng cũng như là việc sử dụng chúng trong đời sống và sản xuất. Với sự chuẩn bị bài ở nhà rồi, thầy muốn hỏi các con, đó là các loại vật liệu cơ khí phổ biến, theo các con thì người ta phân ra làm mấy loại chính? Nào, các con đã được chuẩn bị bài nha. Nào, thưa mấy con. Các con có đồng ý không? Có.
Rồi, thầy cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần một nhỏ, vật liệu kim loại. Để có thể nghiên cứu được nội dung của phần này thì thầy sẽ phát cho các con phiếu học tập. Ở trong phần này, khi tìm hiểu về vật liệu kim loại, chúng ta sẽ tìm hiểu về vật liệu kim loại đen và vật liệu kim loại màu. Đối với nhóm 1 và nhóm 3, các con sẽ tìm hiểu cho thầy nội dung về vật liệu kim loại đen. Còn nhóm 2 và nhóm 4 sẽ tìm hiểu nội dung về vật liệu kim loại màu. Các con chuyển giúp thầy nhé. Chúng ta sẽ hoạt động nhóm nhỏ khoảng 2 đến 3 bạn một nhóm nhé. Chuyển vào trong cho thầy. Chuyển vào trong. Thầy cần 4 bạn. 4 bạn sẽ ngồi lên 4 chiếc ghế này và làm một nhiệm vụ khác với các bạn ở dưới. Đó là các con sẽ sử dụng hai cái iPad này của thầy để tìm hiểu cho thầy nội dung về kim loại đen và kim loại màu trên Internet. Thế thì bây giờ trước khi mà các con tìm hiểu thì thầy muốn là các bạn nào tự tin đủ khả năng mà mình có thể là truy cập Internet rất là nhanh và tìm hiểu nội dung rất là nhanh thì các con sẽ lên đấy giúp thầy nào. Nào, bạn nào nào? Đủ 4 bạn không? Rồi, thầy mời hai bạn này nào. Con. Nào, thầy mời con. Con nữa nào. Hai bạn này sẽ ở bên nhóm này đúng không? Thì con sẽ tìm hiểu kim loại đen cho thầy. Còn hai con sẽ tìm hiểu cho thầy kim loại màu. Nào. Thế thì các con có biết là các con tìm hiểu trên Google thì các con sẽ vào trang web nào đủ tin cậy để lấy dữ liệu thông tin không? Biết không? Trả lời to thầy nào. Các bạn trả lời đúng các con. Rồi, đúng nhá. Vậy thì các con hãy cùng nhau tìm hiểu nhá. Còn lại các bạn nhóm ở dưới thì các con sẽ tìm hiểu trong sách giáo khoa và hoàn thành vào bảng nhóm cho thầy được chưa nào? Chúng ta sẽ có thời gian là 5 phút nhá. Nào, 5 phút bắt đầu. Con của nhóm nào? Con của nhóm nào? Con của nhóm này đúng không? Ba bạn một nhóm đúng không? Nào, làm việc đi. Rồi, thầy cảm ơn các con. Các con bỏ tay xuống đã. Đợi một xíu nữa, chúng ta vẫn còn thời gian nhá. Bây giờ trên này thầy đã có hai bảng nhóm tương ứng với bảng nhóm của chúng ta. Bây giờ thầy cần hai bạn chữ đẹp và viết nhanh. Các con sẽ giúp thầy ghi nội dung mà tổng hợp của tất cả những bạn đã làm việc nhóm lại được lên trên bảng nhóm của thầy được không nào? Bạn nào nhỉ? Lớp ta bạn nào viết nhanh? Con này. Rồi, thầy mời một bạn nam này đi, một nữ một nam đi. Đây, con viết cho thầy bên này. Viết cho thầy bên này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Với kim loại đen, thành phần chủ yếu của kim loại đen là gì? Thầy xin mời những bạn thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Nào, thầy mời con. Fe là gì con? À, chúng ta có đồng ý không nhỉ? Rồi, thầy cảm ơn con. Vậy thì xin mời con ghi lên. Tiếp tục với kim loại màu. Kim loại màu được sử dụng phổ biến là gì? Nào, thầy mời con. Con có đồng ý không? Rồi, thầy cũng đồng ý. Xin mời con ghi lên nào. Kim loại đen sẽ được phân loại ra làm sao? Nào, thầy mời nhóm bên này. Thầy mời nhóm này nào. Nào, con nào. À, rồi, chúng ta có đồng ý không? Các bạn ở nhóm 1, các con nghiên cứu, con đồng ý không nhỉ? Có thống nhất không? À, con nào, thầy mời con. À, đúng rồi, bạn lại tìm hiểu kỹ hơn, tức là bạn đã được nghiên cứu sách giáo khoa kỹ hơn để phân loại rõ hơn về gang và thép, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thống nhất ý kiến của hai bạn được chưa? Rồi, thì thầy mời con ghi phân loại cho thầy, nhưng mà chúng ta chỉ ghi đơn giản thôi là gang
với tỷ lệ carbon sẽ lớn hơn 2,14%, và thép thì tỷ lệ carbon sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2,14%. Rồi, với tính chất của kim loại màu, thầy xin mời hai nhóm nào có. Bạn tìm được hiểu được khá nhiều, thầy cảm ơn con. Chúng ta có thống nhất không hay bổ sung gì không nào? Nhóm con có bổ sung gì không? Không bổ sung, vậy chúng ta thống nhất nhá. Và thầy cũng thống nhất luôn. Vậy thì thầy xin mời con ghi. Con có thể nói chậm lại để cho bạn ghi được không? Xong chưa? Các con tìm hiểu xong chưa? Rồi, nhóm này xong chưa? Rồi, được rồi, ok. Vậy thì con có thể bỏ bút xuống được rồi. Nào, nhóm bên này có, hay là tất cả các bạn có bổ sung gì không? Các con có nghe rõ bạn nói không nhỉ? Có bổ sung gì không? Nào, thầy mời con nào. À đúng rồi, bạn lại bổ sung thêm được một ý nữa. Và các con có đồng ý ý kiến đấy không nhỉ? Đúng rồi, tỷ lệ carbon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy gang sẽ có tính chất là cứng và giòn. Còn thép thì sẽ làm sao? Dẻo và dài hơn, đúng chưa? Rồi, xin mời con ghi. Với kim loại màu, người ta sử dụng kim loại màu như thế nào nào? Nào, thầy mời con nào. Rồi, thầy thấy cũng là khá là đầy đủ đấy. Nào các bạn nhóm 4, các con có bổ sung gì nữa không? Không bổ sung gì nữa à? Chuẩn chưa? Chắc chưa? Rồi, vậy chúng ta thống nhất nhá. Thế thì xin mời con có thể đọc chậm lại nội dung mình đã nghiên cứu được để cho bạn ghi lên nào. Rồi, hai nhóm này chuẩn bị phần tính chất của kim loại đen nhá. Đồ dùng. Rồi. Chế tạo chi tiết máy và cái gì nhỉ? Vật liệu dẫn điện đúng không nhỉ? Chế tạo chi tiết máy và vật liệu dẫn điện. Rồi, thầy cảm ơn con. Con tên là gì nhỉ? Con tên là Tiến. Thầy cảm ơn Tiến. Được rồi, bây giờ thầy xin mời ý kiến về việc sử dụng của kim loại đen nào. Để sử dụng kim loại đen nào. Nào, thầy mấy con nào. Nào, nhóm bên này các con có bổ sung gì không? Nào, con. À, làm được chi tiết máy nữa. Nào, chúng ta có thống nhất không? Con có bổ sung không? Nào, con. À, cái ý đấy như bạn có nói rồi đúng không nhỉ? Đúng rồi, vậy chúng ta thống nhất ý kiến của hai bạn chưa? Thống nhất không? Có, rồi vậy thì cũng thống nhất. Vậy thì sử dụng gang sẽ được sử dụng làm bệ đỡ này, xoong nồi này, đúng không? Này con ghi đi, con ghi được đây. À, bạn, con xong rồi, con có thể về. Con có thể về. Xong rồi. Rồi, thép thì sẽ được sử dụng gì nhỉ? Con nào, con nói lại cho bạn nào. À, xây dựng kết nối cầu đường, con nói to lên nhá. Rồi, con ngồi xuống nào. Vậy thì bây giờ đến lượt 4 bạn đây. 4 bạn được nghiên cứu internet đúng không? Sử dụng công nghệ, bây giờ các con sẽ xem cho thầy là nội dung của các bạn đã hoạt động nhóm ở đây. Rồi, thầy xin cảm ơn con về đi. Nội dung các bạn hoạt động nhóm ở đây. Nào, các con có thấy cần phải bổ sung cái gì không? Hay là con có tìm được cái nội dung gì tốt hơn hay hơn không? Nào, xin mời nhóm kim loại đen trước. Con
À rồi, thầy cảm ơn con. Rồi, hai bạn hoạt động rất là tốt. Cả lớp chúng ta cho hai bạn nhóm kia đen tràng vào tay nào. Chúng ta thấy rằng là bạn nghiên cứu được khá nhiều thông tin bổ ích đúng không? Và thầy cũng thấy rằng các thông tin đấy đều rất là chính xác. Thầy rất đồng ý với việc làm việc của hai bạn thuộc nhóm kim loại đen. Nào, với kim loại màu có. Thấy là nhóm kim loại màu làm hoạt động nhóm rất là tốt và bạn tìm hiểu được khá nhiều các cái công dụng của nó. Con thử nghĩ xem là kim loại màu nào mà được dùng làm trang sức có giá trị cao nhỉ? Kim loại màu nào? Các bạn ở dưới có biết không? Cái mấy bạn internet thì chắc chắn là biết rồi vì các bạn đi nghiên cứu được mà. Thế mấy con? À đúng không? Các con đồng ý không? Rồi, thầy rất đồng ý và thầy cảm ơn lớp chúng ta vì đã hoàn thành nội dung của phần vật liệu kim loại rất là tốt, mà đặc biệt là bốn bạn thuộc hai nhóm kim loại đen, kim loại màu, các con đã nghiên cứu nội dung trên internet khá là đầy đủ và bổ sung được rất nhiều kiến thức cho cả lớp chúng ta. Cả lớp chúng ta dành cho bốn bạn một tràng pháo tay được không? Rồi, bây giờ thầy xin mời các con về chỗ. Chúng ta ghi dưới dạng sơ đồ, ghi thật đơn giản thôi để chúng ta có thể hiểu được hết bài. Cái xoong, cái nồi dùng để nấu cơm thì được làm từ loại vật liệu nào? Nào, thầy xin mời những cánh tay. Trời ơi, ở nhà ngày nào chán cơm. Nào, thầy mời con. Rồi, inox và nôm. Cái inox và nhôm, các con có đồng ý không nhỉ? Nhôm thì chúng ta biết rồi, nhưng mà inox thì bây giờ thầy đặt câu hỏi này. Inox theo các con thì được phân loại vào vật liệu vào kim loại nào nào? Nào con. Tại sao nhỉ? Đúng không? Cả lớp có đồng ý không nhỉ? Thầy bổ sung cho bạn một chút này. Inox nó có một tên gọi khác là thép không gỉ, hay nói khác là thép trắng. Nó là hợp kim của sắt và rất nhiều các kim loại khác. Và inox nó có một đặc tính nó rất là hay, đó là nó gần như là không bị oxy hóa trong điều kiện tự nhiên. Thế chính vì thế mà được ứng dụng rất là nhiều vào trong đời sống của chúng ta, và đặc biệt là sử dụng để làm các loại đồ dùng gia đình cho chúng ta. Chưa? Lúc nãy bạn nào mà để ý một chút thì thầy thấy là với phần sử dụng các bạn có nêu, đó là sử dụng làm xoong nồi. Đã bạn nào nhìn thấy cái xoong gang chưa? Gang được sử dụng làm xoong nồi. Bạn nào nhìn thấy cái xoong gang chưa? À khá nhiều bạn. Nào, thầy mời con. Các con nghe rõ không nhỉ? Bạn bảo cái lồi luộc bánh chưng nhà bạn ấy làm bằng gang, đúng không? À, và thầy cũng có hình ảnh cái nồi gang. Đây, các con thấy đây là cái nồi gang mà mới được đúc xong này. Rất là sáng, rất là đẹp. Và đây chính là hình ảnh cái nồi cơm. Đó, cái nồi cơm gang. Đó. Tuổi thơ của thầy thì gắn liền với cái xoong gang này. Đó. Nhưng mà bây giờ các con thì có khi là rất hiếm để có thể gặp được. Và cái gang để người ta làm lên cái xoong gang này chính là cái gang sáng. Và người ta đem cái gang sáng đó, người ta nung nó ở một nhiệt độ từ 800 cho đến 1200 độ C trong thời gian khoảng 10 đến 14 ngày. Thì nó sinh ra một cái loại gang, người ta gọi nó là gang dẻo. Và cái gang dẻo này nó khắc phục được cái tính giòn của gang. Đó. Chính vì như vậy mà nó sẽ khó bị vỡ hơn, khó bị nứt vỡ hơn. Và được sử dụng rất nhiều để làm đường ống dẫn nước sạch cho chúng ta đấy. Dạ, các con sẽ thấy rằng đường nước sạch để đi được đến nhà chúng ta sẽ phải thông qua những đường ống rất là to làm bằng gang dẻo này để dẫn. Được chưa? Nào,
Vậy thì là thầy đã bổ sung cho các con thêm một số kiến thức rồi. Bây giờ thông qua lại phần này thì chúng ta hãy nhắc lại cho thầy, đối với vật liệu kim loại thì nó có những tính chất đặc trưng nào? Tính chất chung nhá. Thầy muốn tính chất chung. Nào, thầy mời bạn Tiến nhỉ? Thầy mời con. Các con có đồng ý không? Có. Thầy cũng khá là đồng ý với bạn Tiến. Thật ra nó ít bị oxy hóa thì là kim loại màu thôi, nhưng mà kim loại đen thì lại rất dễ bị oxy hóa. Được chưa? Thì đấy chính là những cái tính chất đặc trưng của vật liệu kim loại. Vậy thì bây giờ các con dự đoán cho thầy, với vật liệu phi kim loại thì tính chất của nó ra làm sao? Đâu? Không ai giơ tay à? Không dự đoán được à? Nào thầy mời con. Nãy giờ bây giờ mới giơ tay. Hay nói khác tổng quát lại là tính chất của nó sẽ đối nghịch lại so với vật liệu kim loại, đúng không? Cả lớp đồng ý không? Có. Thử xem nhé. Chứ gì đã có ạ, chắc gì đã đúng. Sang phần 2 chúng ta mới biết được. Nào, bây giờ trên phần này của thầy sẽ có 3 cái nhóm vật liệu. Chúng ta hãy dự đoán cho thầy ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về những vật liệu nào. Đây chính là 3 nhóm vật liệu mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2 đấy. Nào, dự đoán cho thầy xem nào. Những cái này là rất đời thường của chúng ta rồi, rất gần gũi với chúng ta rồi. Thầy mời con. Nhựa dẻo là cái gì bây giờ, có phải nó rõ thế chứ? Cái này là bằng gì? Cái này là cái bánh răng, cái bánh răng. Cả lớp có đồng ý được không nhỉ? Rồi, thầy thấy cũng khá là hợp lý đấy. Vậy thì chúng ta sẽ sang phần 2 nhá. Sang phần 2 tìm hiểu nó nhá. Hai nhỏ, vật liệu phi kim loại. Với nội dung của phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau hoạt động nhóm lớn, chính là 4 cái nhóm của tay này. Và các con để ý này, đằng sau lưng các con á, chính là 4 cái bảng nhóm đấy. Thầy xin mời các bạn hãy lấy bảng nhóm của nhóm mình xuống nào. Lấy bảng nhóm của nhóm mình xuống. Để có thể làm tốt nội dung của phần này, chúng ta nhìn tổng quát giúp thầy. Với cái phần hoạt động nhóm của chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là chất dẻo nhiệt, thứ hai chất dẻo nhiệt rắn, thứ ba là cao su. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn nhóm trưởng, các con sẽ phải phân nhiệm vụ cho các bọn trong nhóm chúng ta, chia nhóm chúng ta thành 3 nhóm nhỏ và phân ra làm sao để các bạn có thể hoàn thành được nội dung này. Và với nội dung này thì các con sẽ được xem một đoạn video mà thầy đã chuẩn bị, cùng với việc là các con kết hợp sách giáo khoa và kiến thức thực tiễn của các con để chúng ta sẽ hoàn thành nội dung. Và trên mặt bàn các con, thầy đã phát cho chúng ta rất nhiều các cái đám mây rất đẹp như thế này. Và mỗi nhóm đám mây này sẽ có màu sắc tương đồng với nhau, cùng một loại. Các con hãy hoàn thành nội dung và điền vào các cái đám mây này giúp thầy, được chưa? Sau khi điền xong thì các con hãy dán cái đám mây này vào trên cái tờ bảng nhóm của chúng ta theo đúng màu sắc của nó. Có làm được không nào? Rồi, vậy thì bây giờ thầy dành 1 phút cho bạn nhóm trưởng, tất cả các bạn nhóm trưởng. Chúng ta phân nhiệm vụ cho tất cả các thành viên trong nhóm mình, được chưa? Nào, bắt đầu. Các bạn nhóm trưởng phân loại đi, phân nhiệm vụ cho các bạn đi nào. Nhanh nào. Nhanh con. Nhóm nào nhỉ? Một mình con thôi à? Các bạn nhóm chưa phân công không chưa? Nào thầy mời con nào. Con thưa thầy, con sẽ phân công các bạn như sau ạ. Bạn Hà Anh, Huế Nhi, Sơn và Phương Linh sẽ tìm hiểu phần chất dẻo nhiệt. Phương Minh Tiến, Yến Vi, Phương Thảo sẽ tìm hiểu phần chất dẻo nhiệt rắn. Bạn Hương, Phụng Uyển và Ngọc Minh sẽ tìm hiểu phần cao su, và con nhóm trưởng sẽ tìm hiểu phần nguồn gốc của chất dẻo và bao quát toàn nhóm ạ. Rồi, các bạn nhóm trưởng khác nghe rõ chưa? Các con có làm được như bạn không nhỉ? Rồi, vậy chúng ta thống nhất cùng nhau như thế nhá. Và bây giờ các con đã sẵn sàng để làm việc nhóm chưa? Rồi, đây là bản video của thầy nhá. Thầy chiếu được chưa nào? Chúng ta chỉ có 5 phút thôi nhá.
nhanh nào, để ý nào. Nào, để ý nào, để ý nào. Để ý lên nhóm của mình nào con. Nội dung của thầy đang chạy rồi đó, cho nên là các con phải rất nhanh chóng để ý. Được chưa? Nhanh, khẩn trương. Ai viết xong rồi thì dán ngay chứ. Đợi làm gì? Được chưa? Nhanh, khẩn trương. Nhóm này chưa ai viết xong à? Viết xong rồi dán luôn con nhá. Có nội dung rồi dán luôn. Được chưa? Dán bóc dán đi, khẩn trương lên, nhanh tay. Nhóm nào xong trước các con hãy treo lên đây cho thầy nhá. Nhanh chóng mang lên trên này treo lên. Còn các nhóm xong sau thì sẽ treo lên, treo lại vào cái móc lúc nãy các con đã lấy xuống. Nhóm này xong chưa? Chậm quá, nhanh khẩn trương. Còn nốt một nội dung cuối cùng của cao su. Chắc chưa? Có nhóm này còn không cả xem video của thầy. Bạn ấy có thể là nhìn sách giáo khoa như viết nội dung cao su xong trước cả video của thầy. Nào, thầy mời con lên trên này dán, hai bạn lên dán cho thầy nào. Các nhóm khác nhanh khẩn trương nào. Mang đây con, mang đây. Từ con giữ cho thầy nha, giữ thầy. Rồi, các nhóm còn lại xong chưa? Treo lên cái móc đằng sau lưng của mình nào. Không cần đâu, con dán vào là được rồi. Nó hơi chéo tí cũng được, không sao. Nào, bây giờ chúng ta tập trung lên đây nào. Thầy xin mời nhóm số 1. Nhóm số 1 là nhóm xong đầu tiên. Chúng ta tập trung lên để nghe nhóm số 1 trình bày nào. Thầy xin mời con. Rồi, một tràng pháo tay dành cho nhóm 1 nha. Nào, bây giờ 3 nhóm còn lại, các con có câu hỏi gì đặt ra cho nhóm 1 không? Hay là có bổ sung gì cho các bạn ý không nào? Thầy mời con. Chất dẻo nhiệt, đây đúng không con? Rồi, các con có đồng ý không? Không dẫn điện và không dẫn nhiệt, có đúng không nhỉ? Chúng ta thống nhất không? Rồi, vậy thầy sẽ bổ sung thêm nhé, cảm ơn con. Không dẫn điện, không dẫn nhiệt,
Nào, có nhóm nào bổ sung nữa không? Nhóm nào bổ sung không con? Rồi, vậy thì chúng ta thống nhất với nhóm bạn chưa? Rồi, vậy chúng ta thống nhất nhá. Bây giờ còn 3 nhóm còn lại, thầy xin mời là nhóm số 2, nhóm số 4 và nhóm số 3. Mỗi nhóm cử ra cho thầy 2 bạn. Chúng ta sẽ đi kiểm tra chéo nội dung làm việc nhóm của các nhóm. Được chưa? Nhóm số 2 sẽ kiểm tra nội dung của nhóm số 4. Nhóm số 4 sẽ kiểm tra nội dung của nhóm số 3. Và nhóm số 3 sẽ kiểm tra nội dung của nhóm số 2. Các con nghe rõ chưa? Nào bây giờ mỗi nhóm cử ra 2 bạn nào. Bạn nhóm trưởng cử nhanh nào. Nhanh nào, bạn nào ra thì tự giác. Được không? Không chưa? Được không? Có đồng ý không? Hay là có bổ sung gì không? Nhóm con xong rồi ạ? À? Rồi. Nào, nhóm con xong chưa? Có cần bổ sung gì không nhỉ? Nào, bây giờ thầy hỏi từng nhóm một nhá. Đầu tiên nào, con nhận xét gì về phần hoạt động nhóm của nhóm bạn? Con có bổ sung gì không? Không bổ sung gì. Rồi, thầy cảm ơn con. Nào, nhóm của con. Tức là bạn trình bày đủ rồi. À, rồi, thầy cảm ơn. Nào, cuối cùng nhóm con. Thầy thấy cũng trao đổi đấy, có bổ sung gì không? Không bổ sung cho các bạn là phần tính sách của rất là dễ ra công. À, mới đây có dễ tái chế thôi, thiếu đúng không? Theo con là dễ ra công, thầy sẽ điền hộ nhá. Rồi, con bổ sung gì nữa không? À, rồi ơi, viết sai chính tả. Đấy, chứng tỏ các bạn kiểm tra rất kỹ, đúng chưa? Con có bổ sung gì nữa không nhỉ? Rồi, thầy cảm ơn 6 bạn, xin mời 6 bạn về chỗ. Và phần làm việc nhóm của 3 nhóm còn lại thì cuối giờ thầy sẽ thu lại để thầy kiểm tra lại một lần nữa và thầy sẽ cho điểm nhá. Chưa? Đến đây thì chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của vật liệu phi kim. Và tiếp theo các con lại sử dụng cái sơ đồ vừa nãy và hoàn thành nốt cho thầy nội dung của phần vật liệu phi kim vào trong vở. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chiếc xe đạp ban đầu. Và thầy có một câu hỏi như này. Sau khi chúng ta tìm hiểu xong về chất dẻo cao su rồi cũng như là kim loại, thì bây giờ thầy đặt ngược lại câu hỏi. Tức là vừa nãy các con có nêu khung của nó thì được làm bằng nhôm hoặc thép, còn cái lốp xe thì được làm bằng cao su. Thế bây giờ thầy đổi lại, nếu cái khung thầy làm bằng cao su, còn cái lốp xe thầy làm bằng nhôm hoặc thép có được hay không? Vừa nãy con trả lời đúng không? Bây giờ chính con trả lời tiếp nào. À, con có thể giải thích cho thầy. Rồi, thầy cảm ơn. Hay nói cách khác, đó là gì? Mỗi loại vật liệu nó có tính chất khác nhau. Chính vì như vậy mà chúng ta phải sử dụng theo đúng mục đích, đúng chưa? Ví dụ như cái vỏ ổ cắm của thầy ở đây thì phải làm bằng vật liệu gì con? Vì sao nhỉ? Đúng rồi, vì cách điện rất là tốt, đúng không? Đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là chúng ta chơi cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Trò chơi chúng ta là nhanh tay nhanh trí. Nào, một bạn đọc cho thầy luật chơi nào. Nào, thầy mời con. À. Các con nghe rõ chưa? Rồi, vậy thì thầy mời 4 bạn của mỗi nhóm nhanh chóng khẩn trương nào. Chúng ta... Đâu nhỉ? Con xếp, đó, con xếp gọn vào. Đủ chưa? Đủ chưa? Vậy chúng ta sẵn sàng chơi được chưa nhỉ? Sẵn sàng được chưa? Rồi, nào, bắt đầu! Đập tay nhau nhá, đập tay nhau nhá, mà đưa nhanh lên con. Phân loại đi.
Nhanh khẩn trương, nhanh khẩn trương, nhanh khẩn trương. Nhanh không? Rồi, nhóm số 1 đã xong. Nhóm nào xong tiếp nào? Hết chưa? Hết chưa? Nhanh khẩn trương. Nhóm số 3 xong. À, nhóm số 2 xong. Nhóm nào? Số 3 xong. Số 4 xong chưa? Hết chưa con? Rồi, kiểm tra nốt cho thầy còn không? Còn không, còn không? Hết rồi, rồi thầy xin cảm ơn. Rồi, xin mời các con về chỗ. Nào, bây giờ thầy xin mời hai bạn. Bạn nào có đủ khả năng tự tin rằng mình có thể phân loại được đúng tất cả các sản phẩm ở đây thì chúng ta giơ tay nào. Một người, thầy gần hai người. Nào bạn nào? Bạn nào? Ô sao rụt rè thế? Nào thầy mấy con. Bạn nào nữa là thầy cần một bạn nữ. Nam rồi, nữ nào? Nữ có ai xung phong? Nào thầy mấy con. Một bạn nữ rất là tự tin. Nào nhanh chóng lên đây nào. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra từng khay nhá. Nào, đối với khay đầu tiên là khay khuyên lạm đen. Con thấy các bạn phân loại đúng hết chưa? Rồi, sang phần kim loại màu. Nào, cái nào sai chị nhặt lên. Sai, cái này có sai không? Rồi, nào con đọc số nhóm nào. Nhóm số 1, 2, 3. Đây là cái gì các con? Vỏ bút đúng không? Đây là cái gì? Vỏ ổ cắm điện, vỏ phích cắm điện đúng không? Mà lúc nãy chúng ta vừa nói rất rõ ở phần sử dụng. Nào, vậy cái này được phân loại vào đâu nhỉ? Cụ thể nó là chất dẻo gì? Ờ đấy, thế mà tại sao mà ba nhóm này lại phân loại sai vội quá à? Hay là làm sao? Đấy, vậy là ba nhóm này mỗi nhóm sẽ chỉ trừ một điểm. Chúng ta sẽ phân loại nó trở vào phần chất dẻo, được chưa? Tiếp nào, xem hộp chất dẻo nào. Rồi, đủ chưa? Rồi, nào. Rồi, để im đã. Đấy ạ, bây giờ chúng ta nhìn những cái này. Cái này là gì? Cao su. Ôi, quả bóng này, cao su này, nghịch suốt ngày này. Dây nịt các bạn nữ buộc tóc này mà cũng vẫn phân loại sai. Đúng không? Cái này sẽ phải thuộc vào cao su. Vậy bạn nào mà phân loại sai cái này là sẽ phải để ý nhá. Tất cả đều thuộc nhóm số 1 các bạn ơi. Chết rồi, nhóm số 1 là nhanh quá rồi là thế là cũng là làm sai tất. Nhóm số 1 trừ tiếp 3 điểm. Nào, còn một cái nữa đâu rồi nhỉ? Con vừa để đâu rồi? Cái này các con biết là cái gì không? Cái này hơi nhỏ một tí đúng không? Biết là cái gì không? Cái chân của cái phích cắm đúng không? Nhận ra nó làm bằng gì nhỉ? Đồng đúng không? Vậy chúng ta phân loại vào. Rồi, cuối cùng ở bên này, à, khai bên này. Trời ơi, lại còn cầm nó quăng quăng nữa. Cái này. Rồi, thầy cảm ơn con, hết chưa? Hết rồi đúng không? Rồi, con về chỗ nào. Nào, các con để ý cho thầy cái này. Cái này là cái gì? Đây là dây dẫn điện đúng không? Cái lõi nó được làm bằng gì? Đồng. Nhưng mà cái vỏ của nó thì làm bằng gì? Cao su hoặc là chất dẻo, nhựa đúng không? Vậy thì nếu như bạn phân loại vào phần cao su thì theo con có được không? Đúng rồi, bạn đi phân loại phần vỏ mà, bạn có phân loại phần lõi của nó đâu. Vậy chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, đúng không? Còn đối với những bạn mà phân loại vào phần kim loại màu rồi thì các bạn ý các bạn ở đây sẽ là phân loại cái phần lõi của dây dẫn, đúng chưa? Vậy là các nhóm đã hoàn thành rất tốt, đặc biệt là nhóm số 1 rất là nhanh nhưng mà rất là ẩu. Vậy thầy phê bình nhóm số 1 nhá, được chưa? Cả lớp chúng ta dành cho chúng ta một tràng pháo tay nào. Các con ơi, những cái găng tay ni lông, cốc nhựa, những cái này khi con sử dụng xong chúng ta thải ra môi trường thì điều gì sẽ xảy ra? Thầy xin mời những cánh tay. Nào thầy mời con. Bạn tên là gì nhỉ? Con tên là gì? Con trả lời hẳn hoi. Con trả lời hẳn hoi. Đúng rồi nhá, rút kinh nghiệm nhá. Nào con phát biểu cho thầy nào. Bạn rất là hăng hái nhưng mà bạn nào phát biểu được không? Gây ô nhiễm môi trường. Còn gì nữa không? Rồi chưa nghĩ ra. Nào xin mời ý kiến khác nào. Ý kiến khác con, nào con. Đúng không? Đúng
Rồi, thầy rất đồng ý với ý kiến của bạn. Con tên là gì nhỉ? Rồi, thầy có thể cho bạn Như Anh được mấy điểm các con? Rồi, chúng ta cho bạn Như Anh 9 điểm thôi. Còn bạn Đức thì vì tinh thần học tập rất là nhiệt tình, thầy cho bạn Đức 8 điểm. Được chưa? Vậy thì sau tiết học này các con sẽ thấy rằng chúng ta cần phải làm gì để có thể bảo vệ môi trường nào? Nào, nào, giơ tay nhanh. Thầy với con. Đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta có thể tái chế cái này thành cái gì? Chậu cây hoặc là một bút, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng và sử dụng những cái sản phẩm dễ tái chế hơn, ví dụ như là túi giấy, được chưa? Và thầy hy vọng rằng là sau tiết học này các con sẽ nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường của chúng ta. Và các con có thể nghĩ cho thầy xem là chúng ta làm được một cái điều rất nhiều bạn mà trong trường này thầy nghĩ rằng là chưa làm được đâu. Thầy đến trường mình, thầy để ý là các bạn đi vứt rác vào thùng rác ấy, nhưng mà các bạn không vứt hẳn vào, các bạn đứng ở xa xa các bạn ném vào, hoặc là các bạn để lên nắp của cái thùng rác. Thế thì theo con lý do vì sao bạn lại làm vậy? Nào, vẫn là con, thầy mời con. Thế thì theo con thì con có giải pháp gì để con có thể xử lý được vấn đề đấy không nhỉ? Có biết không? Thùng rác thông minh á, thùng rác thông minh của con là thùng rác thế nào? Các bạn nhìn cái thùng rác đấy như vậy bao giờ chưa? Chưa à? Nếu như chúng ta, thầy cảm ơn con. Nếu như chúng ta đã có được dịp mà chúng ta đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, chúng ta sẽ thấy điều đó. Cái thùng rác đấy rất là hay. Một là các con tiến lại gần là nó sẽ mở nắp ra, hoặc là các con gì đây, xua tay là nó sẽ tự động mở nắp ra để chúng ta bỏ rác vào, và rất là vệ sinh. Và cái thùng rác đấy các con hoàn toàn làm được đấy. Học sinh của Trung học cơ sở Thanh Xuân Nam của thầy đã làm được. Và thậm chí là các bạn ấy còn đề ra giải pháp, đó là vào nhà vệ sinh mà điện nhà vệ sinh của Thanh Xuân Nam tự động bật, quạt tự động bật, rồi là một điệu nhạc du dương được bật lên, đồng thời kèm theo đó là 5 lời khuyến dẫn, không, 5 lời hướng dẫn của thầy cô dành cho các con khi các con sử dụng nhà vệ sinh. Và khi các bạn đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tất cả các thiết bị điện lại tự động tắt hết. Điều đấy hoàn toàn các con có thể làm được, và thầy mong rằng với việc sử dụng công nghệ thông tin tốt như bốn bạn vừa nãy thì các con sẽ cùng nhau nghiên cứu và tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta có thể bảo vệ môi trường, được không nào? Rồi, và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì thầy thấy là cô Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp mình, có nói rằng lớp mình có một bài vỗ tay truyền thống mà để khích lệ tinh thần của cả lớp. Thì thầy xin mời các con sẽ sử dụng bài vỗ tay đấy để chúng ta cùng nhau cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ với lớp chúng ta, được không nào? Rồi, nào xin mời các con. Nào, được chưa? Thôi, nào, chúng ta chưa kết thúc mà. Nốt chạm vào tay này mới kết thúc. Nào, tay đâu? Thầy hô nhá. Rồi, xin cảm ơn cả lớp chúng ta vì chúng ta đã có một tiết học rất là tuyệt vời. Cảm ơn các thầy các cô đã đến từ giờ với cả lớp ạ. Rồi, thầy cảm ơn con, cảm ơn cả lớp.